một số hàng Đỗ Thạch. Ai xài Ngọc Bích nhá, Ngọc Bích đen. Đối với em đây là hàng gì? Hôm nay tôi vừa nhận một lô hàng không biết là cái gì cả, nhưng có một cái điều đặc biệt nhá. Chữ Lào, thấy không? Anh em biết chữ Lào như thế nào rồi đấy? Hàng nước ngoài về nhá. Khui thành qua đây rồi. Một số hàng Đỗ Thạch. Cái gì này chị nhá. Đây là chắc khả năng là một số anh em gửi hàng ra, mình cũng chưa biết là ai, nghi ngờ là Sapphire đây, để gửi ra tôi kiểm tra đây. Đây, em có thể quay vào đây. Rất nhiều thứ. Úi xời. Thấy dọn ra bảo đây. Dọn biết đây là cái gì không? Đây chưa phải là Sapphire. Thạch Anh. Cắt này, cắt mịn tinh. Này, máy xịn đấy nhỉ. Đá đen xì này. Không phải Sapphire. Chưa thấy cái gì hay ho cả. Đá mịn không? Này chính ra đá là đẹp phết nhỉ. Mịn tít nhỉ. Lấy cái đánh bóng được xem. Mịn. Xem có khối đặc biệt không? Bên này rồi cắt thử bên này cho. Thực ra là các bạn gửi cho mình thì nó nhiều thứ lắm. Nó rất nhiều loại đá, trên thế giới này nhiều chủng đá lắm, nhưng có những cái dùng trang sức được hay không. Đấy, bên mình là 100% làm trang sức. Thế nên là những cái loại này có khả năng là chưa dùng được này. Để làm trang sức nhá. Ai xài Ngọc Bích nhá. Ngọc Bích đen. Ngọc Bích tiếc là cái chất lượng của nó chưa cao, như anh chị nhìn này. Nó sẽ đen như này. Đây là Ngọc Bích nhá, một viên. Một viên đá đánh giá là có đá quý. Tôi sẽ bảo mật thông tin về vị trí địa lý lấy cái hàng này. Túi này rồi này. Chắc là những cái túi mà như này sẽ đã đưa lên cắt dây cho hỏng túi. Mình còn buộc lên ngay. Ai xài Thành tím này. Thành tím này. Đây một số cái Thạch Anh thôi. Để riêng Thành tím này. Tím này nhìn thấy chưa? Tím điểm này. Thạch Anh này. Rồi ok. Thì trong cái lô hàng này bạn gửi ra khá là nhiều, nhưng mà tôi thấy một cái viên đầu tiên có thể dùng miễn cưỡng để dùng, đó là cái viên đá này. Nhưng mà tất nhiên những sản phẩm này thì không phải để dùng ngay bây giờ, mà chúng ta báo hiệu cái vùng đó có đá này, ta sẽ cố gắng tìm chất lượng cao hơn nhá. Rồi tôi sẽ thông báo về cho anh chị, nếu mà có hàng chất lượng cao hơn thì tôi sẽ báo cho chị trên video nhá. Ok rồi, xin chào tạm biệt anh chị. Nếu anh chị mà có một số cái hàng hóa nào mà anh chị cảm giác khu vực mình có hàng đẹp ấy, thì chụp ảnh cho tôi hoặc gửi ra như này, tôi sẽ hỗ trợ anh chị để kiểm tra nhá. Ok, xin chào, tôi là Tay Phạm của kênh Vàng Bạc Đá Quý Tay Game. Bye bye.